Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị, hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo, các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Doom có khen mình ghê dạy bạn. Cái chuyện này bình thường. I'll take care of those failures and protect Yenna. Chào mừng đến Bình Nguyên vô tận. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình đây các bạn ơi. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của anh chàng Murat trong cái phiên bản lễ hội 5v5. Và để xem video này leo danh mùa 22 có bá đạo hay không thì các bạn hãy cùng theo dõi nha. Không chỉ thế thì ngày hôm nay mình cũng đưa đến cho mọi người những cái thông tin xoay quanh vì tướng Murat này sắp sửa cho ra mắt một bộ trang phục hoàn toàn mới. Nói đến đây thôi thì chắc hẳn các bạn cũng cảm thấy rất bất ngờ đúng không? Khi mà Murat cũng đã cho ra mắt rất nhiều trang phục rồi mà lại sắp sửa lại có thêm một bộ trang phục mới nữa thì quá tuyệt vời đúng không nào? Hiện tại thì nếu như các bạn thường xuyên theo dõi kênh YouTube của mình thì các bạn biết rồi, Liên Konobai của chúng ta có sự hợp tác với thương hiệu nổi tiếng thanh gươm diệt quỷ Demon Slayer để có thể cho ra mắt hai bộ trang phục hợp tác, đó là Zan trang phục Tanjiro và Kera trang phục Nezuko. Đây được coi là lần hợp tác đầu tiên giữa Liên Konobai và thanh gươm diệt quỷ. Và mới đây cũng có thông tin khi mà Murat cũng sẽ gia nhập với thương hiệu nổi tiếng này các bạn ạ. Vậy nên là mình cũng muốn đưa đến cho mọi người một số thông tin. Thật ra đây chưa phải thông tin được xác nhận từ đội ngũ nhà phát triển nhé. Nhưng mà qua đoạn tương tác đặc biệt của Tanjiro khi mà gặp Murat nhận là Zenitsu thì chúng ta có thể hy vọng rằng sẽ có dự án hợp tác lần 2 với bộ truyện tranh thanh gươm diệt quỷ này. Đấy, thế nên là các bạn hãy cùng chờ đợi nha. Từ từ, bây giờ mình sẽ cần phải di chuyển dần ra đường giữa bởi vì mình thấy qua khu vực đường giữa đánh nhau rất ghê. Vậy nên mình sẽ cần phải tập trung 200% công lực vào để có thể lao vào một mạng đầu tiên dành cho mình. Và ngoài ra, cố gắng tích điểm sau đó là ảo ảnh chám. Mạng thứ hai thơm quá các bạn ơi. Mình chưa muốn dừng lại ở đây đâu. Ui, bỏ Toro vừa xong vẫn chạy được kìa, phí quá các bạn ạ. Không sao, lướt chưa một vào chém kích hoạt cho cuối. Có một mạng nữa triple kill, quá tuyệt vời. Và bây giờ mình về đây. Chưa gì được 3 mạng rồi các bạn ạ. Cái thông tin vừa sau mình đưa đến cho mọi người, nếu như các bạn không tin ấy thì các bạn có thể kéo xuống phần mô tả hoặc là dưới phần bình luận video clip này. Mình có để lại đường link, các bạn chỉ cần ấn vào đường link đấy thôi là các bạn sẽ bay thẳng đến đoạn video clip tương tác giữa Tanjiro khi mà gặp Murat nhận là Zenitsu nha. Đấy, thì các bạn ấn vào đường link các bạn sẽ bay thẳng đến video trên page AOV New. Để các bạn có thể dễ dàng mà phân biệt được đây có phải sự thật hay không. Dù sao thì mình nghĩ khả năng cao chúng ta sẽ có lần hợp tác thứ hai đấy các bạn ạ. Thế nên là hãy cùng chờ đợi nha. Tiếp tục là... Ôi ơi, chạy đâu hả John ơi, John còn xíu máu thôi và lên bản điểm số. Ui, mình xanh quá các bạn ơi. Dòng thôi, hỗ trợ ngăn dòng cái nào. Hiện tại đang chiếm được rất nhiều lợi thế như thế này thì chúng ta không nên bỏ qua những cái mục tiêu lớn như là dòng hoặc là xây ra nhá. Mình thấy qua là team bạn là ở đường giữa hơi đông. Bây giờ mình di chuyển dần ra. Ôi dồi ôi, có người. Đây rồi, bở Rai ơi. Mình là mình vớ phải bạn là chắc chắn bạn sẽ phải lên bàn điểm số. Ao anh chám. Đó, truyền thuyết ngay 5-0 rồi. Team ăn 6 mạng, một mình ăn 5 mạng có vẻ hơi tham lam đúng không? Tiếp tục là tích điểm này. Sau đó tiếp cận lao thẳng vào zone. Zone là mục tiêu của mình. Tiếp tục là ao anh chám, có mạng thứ 6. Mỗi lần lao vào là có một mạng thôi. Đấy, các bạn thấy sức mạnh của Murat như thế này, tại vì sao mà các bạn không chơi, các bạn lại lãng quên vì thế này. Các bạn tin là mình xử lý nốt Tulen nè. Ao anh chàm, ui Tulen còn xíu máu thôi, hơi đáng tiếc nha. Từ từ ba Doom, trời ơi, thôi thì mình sẽ chơi tạm luôn kể cả Brai. Nào, tiếp cận Brai, lao vào, chém chiêu cuối, có mạng thần thánh. 7-0, ăn mạng vượt thời gian các bạn ạ.
Hiện tại thì mình quá xanh và trong khi đó là team bạn quá thọt. Zone thì cấp độ 4 mà thôi, vậy nên là bây giờ mình chỉ cần tiếp cận Zone để có thể là ảo ảnh chám. Zone ơi, mình xin một mạng nữa, mạng thứ 8. Ui, mỗi lần lao vào phát là có một mạng. Căn bản bây giờ mình quá xanh rồi các bạn ạ. Bởi vì là mình cũng nghe cái thông tin khi mà Murat sắp sửa cho ra mắt một bộ trang phục hợp tác với Thanh Gươm Diệt Quỷ. Thế nên là mình cũng cảm thấy rất là sung. Hiện tại thì trong phiên bản trước với cả phiên bản này thì Murat, ba Doom có khen mình ghê dậy bạn. Không biết là khen mình hay là khen ai nhưng mà thôi mình cứ nhận những cái điều tích cực về mình đi. Đấy, sướng quá. Thực chất thì các bạn biết rồi, khi mà phiên bản trước và phiên bản này Murat không hề có sự thay đổi sức mạnh, hơi bị buồn đúng không? Nhưng mà chả hiểu vì lý do gì mà không tăng sức mạnh cho vị tướng này. Mình cảm thấy là phiên bản trước cho đến phiên bản này chúng ta bắt gặp Murat trong những trận đấu giành thì nó rất là khó khăn, chứ không hề dễ dàng một chút nào đâu. Đấy, thế nên là cũng hy vọng rằng sau này nếu mà có ra mắt bộ trang phục hợp tác thì Murat sẽ được tăng sức mạnh trở lại nhá. Bây giờ tiếp tục mình sẽ tiếp cận Amelie. Amelie ơi, ôi trời ơi, tầm này chém rất đau. Và ao anh chám, có một mạng nữa thần thánh, cực kỳ đơn giản. Murat thì nhớ thời kỳ Hoàng Kim, thời kỳ đỉnh cao thì các bạn biết rồi, người người chơi, nhà nhà chơi. Và cái thời điểm đấy rất là nhiều bet Murat, cho đến thời điểm hiện tại thì ít người chơi quá. Thì mình cũng hơi bị buồn. Vậy nên là ngày hôm nay mình cũng muốn đem đến cảm hứng cho mọi người để các bạn có thể quay trở lại với vị tướng Murat nhá. Một combo một mạng, đấy cứ ulti là một mạng. Bây giờ tranh thủ làm sao là mình sẽ từ từ đã để mình soạn đồ cái đã, sau đó mình sẽ đẩy luôn cái trụ này. Nào, xử lý luôn Amelie nhá. Amelie ơi, mình xin mạng của bạn. Ảo anh chàng, ui, sao chết nhanh dã man các bạn ạ. 10-0 rồi, bây giờ là 10-0 rồi. Mình cứ có quái dừng là mình tích điểm thôi các bạn ơi. Ngoài ra để xử lý Tulen chạy đâu. Ảo anh chàng, thẳng mặt Tulen. Đấy, bây giờ đây, dập bóng về. Bray không bắt được mình nha. Vì tướng Murat này nó có nhiều thứ mình cần phải trình bày cho người lắm. Đầu tiên là về cái cách mà khi mà các bạn tấn công đối phương, sau đó các bạn giật về thì rất lắm khi các bạn bị gặp nguy hiểm, các bạn sẽ bắt bài. Ví dụ như là mình hay tích điểm này, sau đó mình sẽ lao vào đối phương bằng chiêu 1, rồi mình kích quạt chiêu cuối ảo ảnh chạm. Sau khi kích quạt chiêu cuối xong, mình kích quạt chiêu 1 để giật bóng về. Thì các bạn lưu ý nhắc, cần phải để ý qua đối phương đứng chờ sẵn ở cái bóng đấy thì các bạn đừng giật về làm gì. Bởi vì các bạn giật về phát là các bạn hết kỹ năng, các bạn không tấn công được đối phương đâu. Đối phương sẽ bắt bài. Có bây giờ xử lý là Bray này. Ui, đông thế. Trước tiên là Bray phải cho lên bàn điểm số trước đã. Đấy, Bray sống lâu nhưng mà dù sao bạn ấy bị ba đông giết chết rồi. Toro là châu á man các bạn ạ. Tiếp tục là Zone này, nhưng mà thôi, Zone bắn mình đau quá. Công việc còn lại mình để cho đồng đội của mình nhá. Úi rồi, đồng đội của mình chết hết rồi còn đâu. Chịu đấy. Thường thường khi mà trong team có Murat thì các bạn lưu ý giúp mình. Ôi, mình có chiêu 2, kích quạt chiêu 2. Khi mà kích quạt chiêu 2 thì chúng ta có thể né được kỹ năng của Tulen như vừa xong mình đã xử lý thành công. Ngoài ra các bạn kích quạt chiêu 2 né được rất nhiều thứ, né được sát thương của trụ. Đấy, né được sát thương của đối phương nếu như đối phương đang tấn công lên các bạn chẳng hạn. Thường thường thì trong team có Murat các bạn lưu ý nhá, cần phải để dành quái rừng cho Murat hoặc là lính để Murat tích điểm. Sau khi tích điểm xong, Murat có thể lao vào để cấu diệt đối phương bằng ảo ánh chàng. Đấy là khi mà cấu diệt như vậy. Còn nếu như các bạn quá xanh thì các bạn lao vào, các bạn kích quạt chiêu cuối là kiểu gì cũng có mạng rồi. Được cái trận đấu này team bạn toàn máu giấy thôi. Trời ơi, Zone một mình lên cao như thế này không ai bảo kê thì chắc chắn. Ui, Zone ơi, cho mình chém vài phát và ảo ánh chàng có mạng nữa, thần thánh rồi. Cứ chém tích đủ điểm là ảo ánh chàng thôi. Và lưu ý combo thì nên sử dụng chiêu 2, xong kích quạt chiêu cuối nó sẽ rất là đau. Ấy các bạn thấy chưa, lại có mạng rồi. Trận đấu này mình huyền thoại liên tùng tục luôn. Thơ nào anh bảo Toro, đừng có quấy phá em làm cái gì. Đã thế em chém vào mông anh, quật vào đít anh. Đấy, bảo Toro mất nửa cây máu rồi. Có biết nó gọi người hay không. Có Tulen, xử lý Tulen luôn. Tulen lên bài điểm số này. Nhờn này, 14 mạng rồi. Ngoài ra thì không cho bò. Ôi, mỗi tội bò nó trâu quá các bạn ạ. Không giết được bò luôn. Ba Doom cố lên. Hay quá Ba Doom ơi. Tiếp tục là mình sẽ lao thẳng vào kích quạt chiêu cuối. Đó, cấu rỉa xương xương vậy thôi. Ngoài ra ấy, mình thấy qua Amelie team bạn hổ báo ghê. Thế nên là mình sẽ chờ đợi cơ hội lao vào thịt Amelie. Amelie lên bàn điểm số 200 vàng tiếp. Ao anh chàng. Đấy, hơi bờ rai để cho đồng đội. Rồi, nhưng thế này là mình quá thành công khi mà được 15 mạng rồi nha. Có lẽ mình sẽ cần phải trình bày qua cho người về build đồ dành cho vị tướng Murat.
Thật ra thì chưa lâu lắm rồi chưa quẩy Murat thì build của nó mình cảm thấy nó vẫn như vậy, cũng chả có gì thay đổi đâu, bởi vì là Murat chả có tăng, chả có giảm gì cả. À, trang bị đầu tiên mình sẽ lên nó là kiếm chi hồn nhá. Ngoài ra sẽ là giày du mục, tiếp đến là thương roi nớt, rồi đến phức hợp kiếm, nhanh thân nghiêm, và trang bị cuối cùng sẽ là giáp bông mạnh. Đây là về video tích đủ điểm rồi. Nào bây giờ mình sẽ chủ động lao ra, không biết có ai hay không. Mỗi tôi không có ai lại tích điểm tiếp, chúng ta cứ tích điểm thôi. Có cơ hội là các bạn sẽ ao ảnh chạm thẳng vào Barai. Wow, một combo một mẹ. Không có ai bắt vào cái bóng của mình luôn các bạn ạ. Đấy, cảm giác ôi cái bỏ Toro máu thế, chứ làm sao được mình, trời đất ơi, mình vẫn sống nha. Đấy, khi mà Murat quá cơ động các bạn ạ. Độ cơ động có, độ ảo diệu có, tiếp tục ảo ảnh chạm. Chưa gì thì bạn bị mất 4 người rồi. Ôi khả năng cao trận đấu này thì mình có thể dễ dàng kết thúc trận đấu các bạn ạ. Mình cứ tích đủ điểm cái đã. Nhưng mà không có ai ở đây để mình ảo ảnh chám, quá buồn. Bây giờ thì mình sẽ xuống đường dưới mình dọn lính thật là nhanh, sau đó là mình sẽ ra hỗ trợ cho Ellen ăn cái con Seiza nha. Nhìn chung nếu như sau này có lần hợp tác thứ hai với thanh gươm diệt quỷ thì khả năng cao chúng ta sẽ tổng cộng có 4 bộ trang phục các bạn ơi. Tại vì sao không cố thêm một bộ trang phục nữa cho đủ thành team 5 nhỉ? Team 5 bộ trang phục đến từ thanh gươm diệt quỷ, bộ chiến tranh quá nổi tiếng. Nhưng mà thật sự là mình không có sự tìm hiểu về bộ chiến tranh này, vậy nên để mà giới thiệu về từng nhân vật chi tiết hơn, nhận xét kỹ hơn thì mình xin phép mọi người là mình không thể nhá. Bởi vì là mình không có cái sự hiểu biết về cái bộ chiến tranh này. Mình biết là rất là nhiều bạn yêu thích mà. Ok, tập trung lại trận đấu này, bây giờ mình sẽ cần phải ra tiếp cận giao tranh. Team bạn đã yếu rồi thích ra gió, mình cực kỳ thích luôn. Trước tiên là tích điểm, sau đó là ảo ảnh chạm, cuối giật bóng về. Trời đất ơi, chưa kiếm được cái mạng nào cả. Các bạn ạ, mục tiêu của mình sẽ là Zone hoặc là Tulian. Nào Zone ơi, mình tới rồi đây, tích điểm, sau đó là ảo ảnh chạm. Có mạng của Zone và Tulian cũng bốc hơi rồi. Mới rồi các bạn, Tulian của mình thì Elsu ăn mạng thì phải. Ok, hiện tại thì cũng quét sạch team địch rồi. Ôi, khả năng cao là mình cũng sẽ kết thúc trận đấu các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ giật bóng và sau đó là lên để ép trụ cùng với đồng đội nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye người, bye bye.